Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình ống kính du lịch Huế được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế và Sở Du lịch Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị và các bạn, loại hình du lịch ẩm thực được xem là sản phẩm giúp níu chân du khách rất hiệu quả. Đây là cách kết hợp giữa những tour du lịch với những lễ hội ẩm thực, khu nhà hàng liên hợp hay những chương trình giới thiệu món ăn đặc sản tới cho du khách. Với lợi thế sở hữu hàng trăm món ăn ngon của cả nước và có thể kết hợp cả tính cung đình lẫn hiện đại, tỉnh Thừa Thiên Huế hoàn toàn có thể khai thác tốt thế mạnh của mình trong việc đưa đến cho du khách những đặc sản của du lịch. Với vị trí nằm giữa hai đầu Nam Bắc, cùng sự phong phú về dạng địa hình sông núi và sự ưu đãi của các sản vật tự nhiên, nên Huế rất có lợi thế về việc lựa chọn thức ăn và sự phong phú của các món ăn. Bên cạnh đó, du lịch Huế phát triển tốt đã tạo điều kiện hình thành sản phẩm du lịch ẩm thực. Đây có thể hiểu là sự kết hợp giữa nhu cầu về ăn uống và tham quan các địa danh của du khách trên những vùng đất du lịch. Với hình thức du lịch này, địa phương không chỉ giới thiệu tới khách tham quan những di tích mà còn quảng bá thêm nhiều đặc sản của mình, qua đó có thể tăng thêm doanh thu tại điểm đến. Tại những vùng có nền du lịch phát triển mạnh thì trong đó có nhiều đóng góp của du lịch ẩm thực, và ở một khía cạnh nào đó, ẩm thực có thể tạo nên thương hiệu du lịch cho vùng đất đó. Năm 1802 thì vua Gia Long đã lên ngôi tại Huế, tức là Phú Xuân, và biến cái mảnh đất mà hoang vu xa xưa của Champa thành một nơi phồn vinh đô hội. Và miếng ăn thức uống trên mảnh đất đó đương nhiên là nó sẽ chịu tác động về cái yếu tố thiên thời đó. Tất cả những cái gì mà ngon, quý hiếm, tinh tuệ của khắp cả nước đều được đưa về Huế để mà chế biến dâng lên các nhà vua cũng như là hoàng gia. Và đó là một cái yếu tố thiên thời đầu tiên để tác động lên ẩm thực Huế. Sau đó nhiều năm thì qua những cái biến cố của đất nước, Huế cũng có ẩm thực Huế cũng có lúc thăng trầm, nhưng mà đến hôm nay trong giai đoạn này thì Huế, cái yếu tố thiên thời đó lại trở lại với Huế, bởi vì Huế là thành phố festival của đất nước Việt Nam. Với ưu thế không chỉ có rất nhiều danh lam thắng cảnh đã được UNESCO công nhận, mà tỉnh Thừa Thiên Huế còn rất độc đáo với nhiều phong cách ẩm thực, mang phong vị từ cung đình đến dân dã, từ truyền thống đến hiện đại. Vì thế, nếu tận dụng khai thác triệt để du lịch kết hợp ẩm thực sẽ tạo ra được những tiềm năng rất lớn. Một sản phẩm mang nhiều đặc trưng Huế và đã làm tốt vai trò níu chân du khách đó là cơm cung đình. Đây là một bữa cơm được thiết kế trong một không gian tái hiện như nét cung đình xưa. Trong bữa tiệc, du khách sẽ được mặc các bộ áo quần của vua, quan, đang xen các món ăn Huế được trang trí lệ hình long phùng làm chủ đạo để tạo thêm cảm quan ẩm thực cho du khách. Đa số du khách đều rất thích thú với cảm giác mà ở nước họ rất khó để tìm được. Tôi cảm thấy không gian ở đây rất hay, có nhiều nét xưa cũ, cả món ăn các bàn trang trí rất bắt mắt. Tôi vừa được thưởng thức bữa tiệc, vừa được nghe nhạc cung đình rất hay. Một món ăn rất nổi tiếng của ẩm thực Huế và rất nhiều du khách đã quen thuộc đó là món bún bò Huế. Đây là món đặc trưng gây được ấn tượng với khách du lịch và hiện nay đã phổ biến nhiều ở các tỉnh thành trong nước, kể cả nước ngoài. Những gian hàng bún bò Huế đặc trưng cũng đã được khai trương ở tuyến đường du lịch để tạo thuận tiện cho du khách. Bên cạnh đó, các món ăn bình dị hàng ngày của Huế cùng tham gia làm du lịch rất tốt, như bánh bèo, bánh nầm, bánh lọc hay những cây nem lùi nhỏ nhắn được trang trí bắt mắt đã để lại nhiều ấn tượng với du khách. Ngoài ra, các loại bánh Huế cũng là một nét đặc trưng của ẩm thực cố đô. Các loại bánh như phu thê, bánh sen tán, bánh măng, bánh bần đã làm nức lòng thực khách gần xa, tạo một tiếng vang cho ẩm thực Huế. Cùng tìm tòi nghiên cứu thêm qua sách vở và đọc những quyển sách mà như là ký xưa các bà nội trợ trong cung đình Huế người ta thường hay làm, rồi mình làm và mình đọc nghiên cứu quá cái công thức, cái cách làm của các bà, và rồi mình kết hợp thêm về cái bánh mà mình đang làm đó để càng ngày càng có những cái kết quả tốt hơn. Trong xu thế phát triển đa dạng nhu cầu du lịch, ẩm thực không còn đóng vai trò là yếu tố hỗ trợ phục vụ cho nhu cầu của khách về ăn uống đơn thuần mà đã trở thành mục đích của các chuyến du lịch. Thực tế, những doanh nghiệp lữ hành, khách sạn đã tổ chức những chương trình du lịch ẩm thực với mục đích chủ yếu phục vụ nhu cầu du khách về thưởng thức những hương vị truyền thống đặc sắc tại các điểm du lịch. Tôi thấy rất vui khi được tham gia trải nghiệm làm các món bánh truyền thống của Huế với các bạn ở đây. Qua đây, tôi vừa thưởng thức hương vị bánh truyền thống của các bạn, vừa biết được những nét văn hóa lúc xưa của Huế. Không chỉ nổi tiếng tại Thừa Thiên Huế,
và các cuộc thi ẩm thực lớn quốc tế còn có đội tuyển Thừa Thiên Huế tham dự đều luôn có giải cao và ban giám khảo luôn có người Huế. Điều này chứng tỏ ẩm thực Huế không chỉ bó hẹp trong một địa phương mà còn được nhân rộng ra quy mô toàn quốc và khu vực. Một cái trường phái ẩm thực cung đình mà chúng ta thấy rằng đó là một cái trường phái rất là đặc sắc. Ở đó những cái món ngon ở các vùng miền thì mang đến Huế và được người Huế với cái những cái sự tinh tế của trong cái ẩm thực của mình đã biến nó thành ra những cái món ăn mà hết sức là đặc sắc. Cái việc nâng tầm của món ăn Việt Nam lên thì Huế đã làm từ thời xa xưa rồi. Thêm một cái yếu tố mà chúng ta cũng cần phải quan tâm nữa, đó là do Huế là kinh đô cho nên nhiều đầu bếp giỏi khắp cả nước về đây sinh sống để mà phục vụ các bậc đế vương. Và chính những người đầu bếp đó họ đã lan tỏa những kinh nghiệm, những kiến thức cho họ. Và người phụ nữ Huế cũng đã học hỏi được từ kinh nghiệm của những cái người tài hoa đó. Ẩm thực Huế từ xưa đến nay đã hình thành một cái gia tài đồ sộ về lượng cũng như về chất. Và tôi nghĩ với cái dự án tiến đến Huế là kinh đô ẩm thực của tỉnh Thừa Thiên Huế đang có dự kiến thực hiện, thì tôi nghĩ rằng Huế với tầm vóc của mình sẽ xứng đáng để được vinh danh như thế. Trong tất cả các giá trị văn hóa, ẩm thực là một trong những yếu tố tác động nhanh nhất để người tiếp nhận. Do đó, khai thác yếu tố văn hóa ẩm thực tốt sẽ trở thành một yếu tố quan trọng trong phát triển du lịch. Việc tổ chức xúc tiến quảng bá thu hút khách du lịch phải được các cơ quan quản lý quan tâm đặc biệt. Đó sẽ là một bước đi quan trọng thúc đẩy sự phát triển của nền du lịch. Thưa quý vị và các bạn, sau khi cảnh thành, cầu đi bộ gỗ lim trên sông Hương ở Huế đã được nhiều du khách và người dân tìm đến ngắm dòng sông Hương thơ mộng. Đây được xem là một sản phẩm góp phần tạo sự phong phú cho du lịch Huế, đặc biệt là sản phẩm du lịch về đêm. Dự án cầu đi bộ trên sông Hương do chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam. Đường đi bộ trên sông Hương nằm trong dự án quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương. Tuyến đường dài hơn 380m, rộng 4m, gồm các hạng mục như cầu đi bộ, sàn lặn gỗ lim, bến thuyền, sân khấu biểu diễn ngoài trời, hệ thống giao thông, đường đi bộ dọc bờ sông nối từ khu vực cầu Phú Xuân đến nhà hàng Festival. Không gian đẹp hai bên bờ đã tạo ấn tượng tốt với du khách. Em thấy chỗ đây nó kiểu rộng rãi với lại sạch đẹp. Thế là có thêm mấy cái chỗ để cho kiểu như là sinh viên hoặc là mấy bạn trẻ đi chụp hình sông ảo đâu này kia vậy. Với kiểu là em thấy mọi người ở đây cũng không khí cũng vui vẻ, với lại lâu rồi kiểu Huế cũng không có cái địa điểm nào chơi mà kiểu là kiểu nó đẹp á. Dạ. Với ở cầu thì em thấy ở cái bên cái khu chỗ bên kia nó sẽ dễ chụp hình đẹp hơn. Nằm giữa cầu Trường Tiền và cầu Phú Xuân ngay trung tâm thành phố Huế, tuyến đường đi bộ lọt sang gỗ lim là địa điểm lý tưởng để ngắm hoàng hôn bình minh trên dòng sông Hương. Đa số du khách đến đây đều ấn tượng cầu gỗ lim đã tạo thêm khung cảnh đẹp, là nơi vui chơi giải trí công cộng lớn tại Huế dành cho mọi người đến tham quan và chụp ảnh. Đặc biệt là vào buổi tối, du khách đi dạo trên cầu có thể chiêm ngưỡng cảnh quan về đêm của Huế lung linh, mờ ảo. Nhiều người đi bộ thì cảm giác xung quanh cuộc sống nhiều điều thú vị, với lại là tụi em là sinh viên bữa nay mới có thời gian đi này thì cảm giác là ra đây không gió buổi chiều này rất là mát mẻ. Và kiểu Huế xây cái cầu này kiểu lãng mạn mà hợp với không khí ở Huế. Màu sắc của cây cầu này là nó mang nét cổ kính mà vừa hiện đại, nó hợp với cảnh quan nơi đây ạ. Hai bên tuyến đường là hệ thống lan can bảo vệ được làm từ gỗ và các thanh đồng chắc chắn. Hàng ngày có từ hàng trăm đến hàng nghìn du khách đến đây tham quan, chụp ảnh. Từ sự thành công của cây cầu này, trong thời gian tới, thành phố Huế sẽ tiếp tục triển khai nhiều dự án nhằm tăng thêm các sản phẩm cho du lịch Huế. Đường đi bộ trên sông và cái hệ thống đường đấu nối với đường đi bộ ven sông phía nam sông Hương thì đấy là cơ sở hạ tầng để chúng ta có điều kiện tạo ra những cái sản phẩm du lịch mới, ví dụ những tour tuyến du lịch ven sông, hoặc là hiện nay là cái tuyến phố đi bộ thì qua hơn một năm hoạt động thì cũng có những mặt được và mặt chưa được thì phải tiếp tục điều chỉnh để tạo ra những cái tuyến du lịch
ngoài cái phục vụ nhu cầu giải trí nhưng phải nó phải thể hiện cái chất văn hóa của cái đặc thù của người Huế. Hiện thành phố Huế đã có khá nhiều sản phẩm du lịch có chất lượng. Vấn đề trong thời gian sắp tới, công tác xúc tiến quảng bá cho du lịch phải được triển khai tốt để du khách trong và ngoài nước biết đến, để khai thác có hiệu quả các sản phẩm này và tăng thêm thời gian lưu trú của du khách. Chương trình ống kính du lịch xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.